Vậy là chuyến hành trình nấu ăn cho em của Lê Anh nuôi lại được tiếp tục, với điểm đến là điểm trường Làng Ca thuộc xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Từ Hà Nội lên đây cũng hơn 200 km, di chuyển mất gần 4 giờ đồng hồ mới lên tới nơi. Mình gặp cô hiệu trưởng ở trường trung tâm và có trao đổi về vấn đề lên nấu ăn cho các cháu ở điểm trường lẻ. Sau đó được các cô dẫn lên bằng xe máy vì đường rất xấu, khó đi, không đi được bằng ô tô. Bản thân mình rất khâm phục các cô giáo dạy trên đây vì hàng ngày phải vượt mấy chục km đường đèo dốc gập ghềnh khó đi như thế này để đến trường dạy học cho các cháu. Và những ngày mưa còn phải một người dắt, một người đẩy mới đi được. Và cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, đoàn mình cũng đã lên tới nơi. Chào các con. Sau khi lên tới nơi, mấy anh em đi rửa ráy chân tay, vào thăm lớp, trao đổi, thống nhất với các cô giáo về kế hoạch thực hiện và chuẩn bị vào nấu cho các cháu ăn một bữa thật là ngon.